Ta hỏi bà gì, anh trả lời bà gì vậy? Nhưng mà mấy anh có xe nào bốn máy mà nó ok á, không có hư nhiều á, giá ok thôi á, thì cho em hay, chứ giá mắc quá thì cũng không ấy nổi. Bốn máy giá ok. Chạy ok. Dạ. Yeah. Chứ còn mình không có đòi rẻ quá thì giống như là mình ăn hiếp người ta đúng không? Làm gì mà có xe mà rẻ mà. Xe bốn máy, xe nhỏ bốn cửa thôi. Em đi làm ở trên Ở Vai á. Đi qua chạy không nổi á hả? Tại phải quay chạy không lại người ta đó. Thôi kệ, đâu có đua đâu. Em chạy chậm mà. Trời, ngày xưa em chạy bốn máy không á chứ. Nhớ con vậy là thấy không có nỗi hao để coi để nó xả ra biết rồi. Đo cái thước của nó thấy nó hao không? Thì cũng có hao nhưng mà tại vì đang chạy xe cũ thường thường nó hơi hao chút xíu. Ừ. Là nó hao quá rồi nó chạy nó overheat thế này. Không để ý. Bữa nay em nghỉ làm em mới làm được á. Chứ bình thường em đi làm về em bận rộn á. Con cái với em đó, không có chạy qua đây được. Thì đưa ông xe này. Đâu, bà chạy gác cu ra rồi mà bà đau ruột quá. Hao xăng quá à, quan trọng. Bây giờ đổi xe thì bà chạy xe này làm cái gì? Em chạy đó. Thì nếu mà cần thay nhớt thì đưa xe cho ông chạy, lấy gác cu ra chạy một ngày cho ông thay nhớt thôi. Xe bự tầm hoàm mà hao xăng chẳng thích chạy xe đó. Ảnh mua đó chứ em không biết nha, em không rành xe đâu. Chồng em mua đó chứ gặp mà ảnh giao quyền cho em là em mua xe bốn máy. Sáu máy trung bình thôi. Thì đổ. Em biết không, ngày xưa mỗi lần đổ 60 đồng phải rồi, 65 đồng. Ừ, nhiều quá. Anh biết ngày xưa em chạy cái xe Nissan đó. 4 chiếc Cube á. Ồ, ngon lành luôn, từng 20 đồng xăng. Tự nhiên nó bể hộp số mà xui thôi. Mua trả góp. Mua trả góp mà nó không có warranty hả? Nó không warranty mẹ vậy. Nó bị tại quá warranty rồi mình mới phát hiện thì mình cái đó là do xui, không biết coi xe. Được phải chạy tới cà hụt. Cái bà phải mướn xe lấy luôn. Hỏi vợ chồng anh đây là nhiêu? Thì trả lại cho nó.